Vương Phạm có động thái mới hậu bị tố lợi dụng Khoa Bóp để PR kênh YouTube. Thêm một lần nữa, tình bạn Diệu Kỳ của Khoa Bóp tiếp tục trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Ngay khi vừa mở đầu năm 2022, nam YouTuber nổi tiếng thị phi này đã vướng phải tin đồn tiếp tục nghỉ chơi với triệu phú Vương Phạm. Theo đó, trên khắp các trang mạng xã hội rầm rộ thông tin Khoa Bóp sau khi nghỉ chơi với Johnny Đặng thì đã tiếp tục cạch mặt với Vương Phạm. Trên fanpage, Khoa Bóp đã xóa hình ảnh của mình và Vương Phạm ở chuyến đi Alaska. Sau nhiều ngày im lặng, mới đây Vương Phạm đã chính thức có động thái trên kênh YouTube của mình. Lần xuất hiện này của Vương Phạm tiếp tục làm netizen phải đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ của anh với Khoa Bóp. Theo đó, sáng ngày 4 tháng 1 năm 2022, Vương Phạm đã mở hàng kênh YouTube của mình bằng video Vương Phạm và Tía vào rừng đi dạo vô tình gặp Nai và cái kết. Sau thời gian dài bị netizen ném đá vì liên tục đăng vlog kêu gọi đầu tư, không tập trung vào lifestyle như trước, Vương Phạm đã trở lại đăng clip với những nội dung như trước đây. Tuy nhiên, vị triệu phú đô la này vẫn tiếp tục giữ vững thái độ im lặng, bất chấp việc nhiều netizen hỏi Vương Phạm việc Khoa Bóp đang ở đâu. Động thái này của Vương Phạm càng khiến netizen thêm tò mò về tin đồn anh chàng này lợi dụng Khoa Bóp để PR kênh YouTube. Được biết, sau drama nghỉ chơi với Johnny Đặng, Vương Phạm chính là người hưởng lợi nhiều nhất khi kênh YouTube của anh này đã đạt ngưỡng 1 triệu lượt đăng ký. Ở diễn biến khác, trên mạng rộ lên tin đồn Khoa Bóp đã về Việt Nam, khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Cụ thể, thông tin nghe nói này được hội hóng để lại dưới bài đăng gần nhất vào ngày 24 tháng 12 trên Facebook của Khoa Bóp. Đáng chú ý hơn cả, một cư dân mạng còn cung cấp. Có người ở Nha Trang nói gặp ca Khoa Bóp rồi. Cho những ai chưa biết thì Nha Trang chính là quê của Khoa Bóp. Chưa rõ độ xác thực của tin đồn này ra sao, nhưng netizen, nhất là fan Khoa Bóp, đang để lại rất nhiều bình luận nhắn gửi đến anh chàng. Có người thắc mắc sao chưa ra video mới, có người lại lo lắng cho tình hình của hot YouTuber bởi cũng đã 10 ngày kể từ khi Khoa Bóp đăng bài trên mạng xã hội. Ngoài ra, nhiều người cũng chỉ ra một chi tiết cho thấy có thể Khoa Bóp không còn ở Mỹ nữa, đó là Khoa không xuất hiện trong video chúc mừng năm mới của Vương Phạm mà cũng chẳng chia sẻ hay cập nhật tình hình mùa lễ hội Noel và năm mới ở Mỹ. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách làm video của Khoa Bóp. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là nghi vấn và đồn đoán từ phía dân mạng mà thôi. Hiện tại, Khoa Bóp vẫn chưa có bất cứ thông báo nào về tình hình của mình. Trước đó, cư dân mạng không ngừng xôn xao về việc một người bất ngờ tố Khoa Bóp có những phát ngôn không phù hợp bịa đặt nội dung trong vlog. Đi cùng với đó là đoạn video được cho là bằng chứng về những lời nói của Khoa Bóp có nhắc đến những vấn đề liên quan. Mặc dù hiện tại điều này chưa được xác minh, nhưng đã khiến cho không ít dân mạng và các fan của YouTuber cảm thấy hoang mang và lo lắng. Đáng nói, trước thông tin trên, tìm lại video của Khoa Bóp thì bất ngờ phát hiện đoạn video được cho là bịa đặt đó đã bị nam YouTuber xóa mất, đồng thời còn thay đổi cả tiêu đề. Cụ thể, trong video được Khoa Bóp đăng tải ngày 4 tháng 12 năm 2021, có một đoạn Khoa Bóp đứng trong một rừng cây để nói về việc đang bị sát thủ truy đuổi, còn bản thân phải chạy trốn đến Alaska. Thế nhưng hiện tại, video đã được chỉnh sửa, cắt đi phần đoạn đó. Cùng với đó, khi mới đăng tải, tiêu đề của video này là Nóng Khoa Bóp tháo chạy đến Alaska trốn sát thủ, tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ. Thế nhưng hiện tại, tiêu đề của video này đã được thay đổi. Cuộc sống băng giá ở Alaska ít người biết, tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ. Cùng với những thay đổi trên, phần mô tả video này cũng đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng, xóa hết đi những nội dung về sát thủ và việc chạy trốn trước đó. Động thái này khiến rất nhiều người xem càng thêm nghi ngờ về sự việc Khoa Bóp bị tố ở trên. Tuy nhiên hiện tại, nam YouTuber vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.